lâu thật. À, một ca trực này chắc là có hai cô bên này và cô bên kia. Đó, họ mặc đồng phục và họ đội mũ cối nha các bạn. Rất là đặc trưng đúng không? Đặc trưng của miền Bắc. Nhìn cái xe khách này cổ. À đây là xe buýt chứ. Hải Dương Bắc Ninh. Nhìn khá là cổ kính. Trong lúc xe nó chưa, tàu nó chưa tới, mình qua bên này xem. Bên này có cây cầu này. Nhà cửa đây nhìn cũng tạm bỡ hả? Đấy, có còi đó. Tới này. Ở dưới này có thuyền nhá. Tới nha các bạn. Đó. Đó, cho chụp kiểu ảnh đó. Xe bắt đầu thông rồi nhá. Khá là lâu. Xe tắc một hàng dài luôn á. Bị tắc này. Chỗ này. Bây giờ mình sẽ thử vượt qua nha. Ok, mình sẽ đi theo cái xe ô tô này. Ê! Nguy hiểm ơi! Đi mua quay đầu! Đi mua quay đầu! Đi mua quay đầu! Trẻ con giờ nói tục quá các bạn ạ! Ok! Mình đang rửa xe ở bên này. Giờ đi lấy xe. Trong lúc đi lấy xe mình tranh thủ đi ăn. Đi ăn về thì gặp cái
chỗ tàu hỏa đó bị tắc đường một hàng dài luôn nhá. Nhìn kìa, ở đây họ quản lý cái đó nó không hợp lý lắm hả? Đóng đường chắc khoảng 5 phút á, 5 hoặc mấy phút, 10 phút, không biết, tới 10 phút không biết. Rồi, xe rửa xong rồi, sạch sẽ. Cho lên xe chú ơi. Dạ. Bán con chai nước lọc nữa. Bán bao nhiêu ạ? 40.000 ạ. Ok. Dạ, con ở Đắk Lắk ra. Đi phượt à? Đi phượt ạ. Dạ. Con đi ăn cơm à? Dạ con đi ăn cơm. Con ngồi nghỉ đây nhá, một chút nhá. Dạ.